với trí nhớ chỉ được lưu giữ trong một phút. Người đàn ông này dường như bị kẹt trong thực tại suốt 55 năm. Ông đã trở thành đề tài cho nhiều nghiên cứu khoa học quan trọng trong lĩnh vực thần kinh mà hiện nay con người vẫn đang tiếp tục nghiên cứu, khám phá. Là một đối tượng nghiên cứu đặc biệt, người này đã giúp ngành khoa học thần kinh có những bước tiến vượt bậc. Tác dụng phụ của cuộc phẫu thuật não. Henry Gustave Mollison sinh năm 1926 trong một gia đình lao động bình thường gần Hartford, bang Connecticut. Tuổi thơ trôi qua yên ổn, nhưng đến năm lên 10 tuổi thì Henry bắt đầu bị đau đầu và chứng động kinh hành hạ. Những cơn co giật ngày càng trở nên tồi tệ, khiến cậu bé phải sử dụng nhiều loại thuốc, trong đó có thuốc chống động kinh với liều cao. Các cơ co giật nhẹ dần chuyển nặng khi bệnh nhân 16 tuổi. 11 năm sau, chàng trai trẻ không thể tiếp tục làm việc hoặc sống một cuộc sống bình thường. Thậm chí, người ta còn khuyên Henry không nên lập gia đình và sinh con. Trước tình hình này, năm 1953, Henry được đưa đến bệnh viện Hartford ở Connecticut, nơi bác sĩ phẫu thuật thần kinh William Beecher Scoville đang công tác. Bác sĩ William đã thử nghiệm những cách điều trị nhằm kiểm soát chứng động kinh của anh, ngoài việc dùng thuốc hàng ngày. Có chuyên môn về phẫu thuật thùy não, ông tin mình đã xác định phần não có liên quan đến động kinh. Vào những năm 40-50 ở thế kỷ trước, khi hiểu biết về thần kinh của con người còn rất sơ khai, thì bác sĩ Scoville đã tiến hành nhiều ca mổ xẻ rất mạnh tay, đặc biệt là phẫu thuật não cho những người nổi tiếng. Với trường hợp của Henry, vị bác sĩ gợi ý Henry nên cắt bỏ một phần não để chấm dứt các cơn động kinh này. Mặc dù đã biết đây chỉ là cuộc thử nghiệm ẩn chứa nhiều nguy cơ, nhưng những hứa hẹn được giải thoát khỏi căn bệnh động kinh đang hành hạ khiến Henry sẵn sàng chấp nhận phẫu thuật. Vào ngày 25 tháng 8 năm 1953, Henry đã trải qua một tiến trình phẫu thuật ghê rợn, khác xa so với kỹ thuật tiên tiến đang được thực hiện tại một số cơ sở hiện đại. Vị bác sĩ khoan sọ bệnh nhân bằng một chiếc máy khoan cầm tay với một ít thuốc gây tê cục bộ. Sau đó các phần não bao gồm nửa trước đồi hải mã và hầu hết hạch hạch nhân được cho là nguyên nhân gây ra các cơn co giật bị loại bỏ. Trước khi đóng hộp sọ trở lại, William đã đưa vào não người bệnh những mảnh kim loại nhỏ để đánh dấu, xác định chính xác vùng đã cắt. Ban đầu có vẻ như là tiến trình phẫu thuật thành công mỹ mãn. Tần suất và mức độ nghiêm trọng của các cơn động kinh đã giảm đáng kể. Tính cách của bệnh nhân vẫn như cũ. Kết quả các bài kiểm tra trí thông minh không có gì thay đổi. Nhưng chẳng bao lâu sau, phản ứng phụ bắt đầu xảy ra. Henry thường xuyên mất phương hướng, không thể nhận ra những con đường xung quanh bệnh viện và không nhớ gì về cuộc sống hàng ngày của mình. Mặc dù anh có ký ức cuộc sống tuổi thơ và phần lớn quá khứ của mình trước khi phẫu thuật, nhưng gặp khó khăn trong việc hình thành những ký ức mới, không thể nhớ những gì đã xảy ra ngày hôm trước, hoặc nhớ tên các bác sĩ mà anh đã gặp chỉ vài phút trước đó, thậm chí quên cả lối vào phòng tắm hàng ngày. Một thời gian sau đó, bệnh nhân được đưa về nhà cho gia đình chăm sóc. Từ đây những điều kỳ quặc tiếp tục xuất hiện. Henry không nhớ bất cứ thứ gì và nơi xảy ra sự việc, đọc đi đọc lại cùng một tạp chí mà không hề biết mình đã đọc rồi. Anh còn quên nơi để đồ vật, kể đi kể lại những câu chuyện giống nhau và không nhớ những gì vừa mới làm. Tôi giống như tỉnh dậy từ một giấc mơ, mỗi ngày đều cô độc, Henry miêu tả. Điều may mắn duy nhất là trí thông minh và khả năng ngôn ngữ, ký ức về quá khứ vẫn còn tương đối nguyên vẹn. Bệnh nhân vẫn biết rõ tên mình, lịch sử gia đình, cũng như sự kiện thị trường chứng khoán sụp đổ năm 1929. Đối tượng nghiên cứu đặc biệt. Các nhà khoa học cho rằng Henry đang mắc một trường hợp cấp tính gọi là quên thuận chiều, tức là hoàn toàn mất khả năng hình thành ký ức mới hay không có khả năng hình thành trí nhớ mới. Trong trường hợp của Henry, anh chỉ có thể lưu giữ những ký ức mới trong khoảng 1 phút. Sau đó, chúng sẽ hoàn toàn biến mất.
Điều này gây khó khăn cho công việc của Henry. Anh phải được đào tạo lại liên tục vì không thể nhớ được mình vừa mới làm gì. Sức khỏe và vệ sinh cá nhân cũng bị ảnh hưởng bởi anh không nhớ mình đã đánh răng chưa, đã ăn những gì. Thậm chí cha mẹ qua đời, anh cũng không nhớ họ còn sống hay không. Những nhà nghiên cứu hầu như phải giới thiệu lại bản thân mỗi ngày khi họ đến tìm hiểu về anh. Trong quá trình tắt trí nhớ này, Henry là đối tượng của các thí nghiệm, đã giúp làm sáng tỏ nhiều vấn đề thuộc lĩnh vực khoa học thần kinh và hoạt động của não. Một số nghiên cứu cho rằng anh là bệnh nhân quan trọng nhất từng được nghiên cứu về tâm thần kinh. Anh đã thay đổi cách nhìn của các nhà khoa học vào sự hoạt động của bộ não. Họ khám phá những thứ mà William đã loại bỏ ở não của Henry, chính là nơi hình thành ký ức theo từng giai đoạn mới, chuyển ký ức từ trí nhớ ngắn hạn sang ký ức dài hạn. Nhưng các kỹ năng vận động và trí nhớ dài hạn được lưu giữ ở nơi khác. Susan Calkins, giáo sư thần kinh học tại Viện Công nghệ Massachusetts, đã tham gia theo dõi Henry từ ngày vẫn còn là nghiên cứu sinh. Bà kể rằng, cứ mỗi lần ra ngoài, chỉ một phút sau, Henry lại quên mất họ vừa ngồi với nhau, rồi tự giới thiệu như thể hai người không quen, không biết. Trải qua 55 năm, Henry không nhớ được bất cứ ai trong nhóm chuyên gia cùng làm việc. Hầu hết thời gian ông ở bệnh viện giải đố chữ. Nói cách khác, cho đến cuối đời, Henry bị giam cầm trong chính thời gian và tâm trí của mình. Tuy vậy, dưới góc nhìn cá nhân, Calkins cho rằng chứng quên của Henry cũng đem tới một số lợi ích. Bệnh nhân không bao giờ buồn bã hay thất vọng, dường như đạt đến trạng thái tinh thần mà việc tập thiền ngày nay cố hướng tới. Trong trường hợp của Henry, mất trí nhớ vừa là một nhà tù, vừa là một sự giải thoát. Năm 1962, tiến sĩ Brenda Miner từ Đại học McGill, Canada đã công bố kết quả của loạt thí nghiệm tiến hành với Henry sau thời gian gặp gỡ. Nghiên cứu theo lời đề nghị từ bác sĩ William, nổi bật nhất là lần nhà khoa học đề nghị bệnh nhân vẽ đi vẽ lại một đường thẳng giữa hai ngôi sao. Henry không nhớ mình đã hoàn thành yêu cầu nên cứ vẽ tiếp mỗi khi được phát giấy mới. Cùng với thời gian, ông vẽ ngày càng đẹp. Điều đó chứng tỏ, dù không ý thức, Henry vẫn học được các kỹ năng vận động mới bằng cách thực hành nhiều lần. Loại trí nhớ này, do vậy, phải tách biệt khỏi hệ thống ghi nhớ sự kiện, khuôn mặt, kinh nghiệm và được đặt ở một nơi nào đó không hề bị ảnh hưởng từ ca mổ năm 1953. Nhờ Henry, Miner đã khám phá ra rằng con người sở hữu nhiều hệ thống trí nhớ nằm tại các vị trí khác nhau trong bộ não. Đây được coi như bước tiến vượt bậc trong ngành khoa học thần kinh. Khi tuổi cao sức yếu, Henry đề nghị hiến tặng bộ não cho khoa học để tình trạng của ông có thể được hiểu rõ hơn. Ông đã sống một cuộc sống mà thực sự không biết đến bất cứ ai. Hầu như mỗi ngày đều mới mẻ đối với ông. Những khuôn mặt và sự kiện dần biến mất. Mọi người xung quanh ông đều là những người xa lạ và cuộc sống của ông về cơ bản bắt đầu lại từ đầu theo từng phút. Bộ não của Henry hiện đang được đặt tại Đại học California, San Diego, nơi ông qua đời ở tuổi 82 vì chứng suy hô hấp. Đây được xem là bộ não nổi tiếng nhất từng có, một sự tưởng nhớ trường tồn dành cho người đàn ông đã quên tất cả. Nhớ lại bệnh nhân năm xưa, giáo sư Calkins không ngừng cảm phục. Tôi không nghĩ ai đó sẽ muốn thế chỗ Henry, bà nói. Ông ấy chịu một số phận bi thảm, nhưng đã tận dụng nó tốt nhất có thể. Ông ấy cho thế giới thấy mình vẫn đủ khả năng cống hiến dù bị khiếm khuyết. Câu chuyện về Henry quả thực đầy cảm hứng. Người không não. Xét cho cùng, có lẽ trường hợp của Henry vẫn có chút không may mắn bằng anh chàng sinh viên tại nước Anh, được bác sĩ John Lober, giáo sư nhi khoa tại trường đại học Sheffield điều trị. Anh sinh viên này rất hay bị ốm vặt, cho đến một lần chụp CAT scan, giáo sư Lober phát hiện thấy người này hoàn toàn không có não. Lẽ ra hai bán cầu não phải lấp đầy hộp sọ với độ sâu 4-5cm, nhưng sinh viên này chỉ có 1mm mô não phủ trên đỉnh cột sống. Chẳng ai hiểu bằng cách nào mà anh chàng này vẫn sống bình thường và còn có chỉ số thông minh IQ tới 126. Học rất giỏi, từng đạt học vị danh dự ngành toán học. Năm 1970, người thanh niên này đã qua đời ở tuổi 35. Khi một tử thi,
Một lần nữa các bác sĩ đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy anh ta không hề có não. Giáo sư Lober cho biết, ông đã gặp không ít trường hợp không có bán cầu não mà vẫn rất thông minh và giỏi giang. Ở một số người, tuy não bộ gần như không có, nhưng chỉ số IQ của họ vẫn đạt tới 120. Người có chỉ số IQ cao thường có khả năng thao tác, xử lý và phân tích thông tin ở mức độ chuyên sâu hơn và tốc độ nhanh hơn so với những người khác. Người bình thường có chỉ số IQ xung quanh 100, có khoảng 68% người có chỉ số IQ trong khoảng từ 85 đến 115. Y học hiện đại cho rằng bộ não gắn liền với khả năng điều hành toàn bộ cơ thể, khả năng trí óc của con người. Vậy nên khi một người không có não mà IQ vẫn ở mức cao, thì quả thật là khó hiểu. Tại sao lại có một số người không có não hay bị tổn thương não nghiêm trọng mà vẫn sống như người bình thường trong một thời gian dài? Liệu có phải cơ thể họ đã điều khiển bằng hệ thống nào khác mà chúng ta chưa biết hay không? Những nghiên cứu gần đây về mối quan hệ giữa ý thức và não bộ, kinh nghiệm cận tử đã đạt được những tiến bộ đáng kể. Các nhà nghiên cứu nhận thấy ý thức dường như là độc lập với bộ não. Trong nhiều trường hợp có trải nghiệm cận tử, cơ thể được xem như đã chết, tim ngừng đập. Nhưng khi người bệnh tỉnh dậy đã tường thuật một cách chính xác những gì xảy ra trong lúc họ chết lâm sàng. Một số cũng kể về trạng thái hồn lìa khỏi xác đã diễn ra như thế nào. Tương tự, y học cũng ghi nhận hiện tượng minh mẫn cuối đời ở các bệnh nhân Alzheimer. Những bệnh nhân bị chứng mất trí, biểu hiện ra tư duy rời rạc không mạch lạc và hay nói năng làm nhảm trong nhiều năm, lại đột nhiên khôi phục được sự minh mẫn ngay trước khi qua đời. Một lời giải thích có thể nhất được đưa ra là bộ não người chỉ hoạt động giống như một công cụ. Thông qua đó ý thức hay linh hồn điều khiển cơ thể hoạt động theo cách mà ý thức người ta mong muốn. Ý thức chân thực không hẳn là gắn liền với não, mà có thể cư ngụ ở nơi khác trên cơ thể. Do đó khi não bị tổn thương, nó vẫn còn khả năng điều khiển cơ thể thông qua một kênh khác. Tuy nhiên, có lẽ đây là một trong số rất ít trường hợp có thể xảy ra, bởi não bộ vẫn luôn đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với cơ thể người, dù bằng cách này hay cách khác. Bạn nghĩ sao về những người đặc biệt này? Hãy chia sẻ cùng chúng mình ở phía bên dưới phần bình luận. Nếu lần đầu bạn biết đến kênh, hãy ủng hộ chúng mình bằng một lượt đăng ký và đừng quên bật chuông thông báo để xem video miễn phí trên kênh Vũ Trụ Nguyên Thủy. Còn bây giờ Việt Cường xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai.